Hello, chào mừng các bạn đến với kênh của con channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game Super Cat Mario nha các bạn. Game nhái của Mario này nha. Ok, chúng ta sẽ bài lay game nha. Bài lay. Đây là bài 1 nha các bạn. Mình nghe nói là game này nó khá là ức chế và nó khá là bự. Mình sẽ thử xem sao. Đây là một chúng ta đây đúng không? Để nào. Ăn nấm nào. Ủa? Có gì chỉ vậy? Hả? Quái? Ê! Ây da. Cô đầu. Ừ, mình chết nữa. Tí nữa là chết nhắc này này. Thì là quỷ. Ờ, không ra, đúng rồi. Trở thành gì là hot boy xong rồi. Nhọn quá xong thật bắt chết nhắc rồi, tại lao phải. Nha. Tiền có nè mày. Hay da. Mình mất tiền rồi thì đóng tiền khỏi ăn tiền nha bạn. Cái này chỉ qua bàn ăn. Bàn thôi chứ ăn tiền trả cho ông ta được cái giống gì. Ok. 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 Lại phòng gì chứ. Lại phòng. Cái game khá là bự. Sáng nè. Ở đây nè. Nhìn chạy qua giọt. Ây trời. Mình biết ngay mà nó đâu có thể làm được cho mình bị quảng cáo nữa. Ngày xong quảng cáo rồi. Quảng cáo ngăn rồi. Cắt thôi. Ừ, đó. Cứ thật đó. Ừ. Ây da. Cái này chị nhanh quá mà không đi được. Chị nhanh quá. Khó chịu lắm. Trời ơi, thấy khó chịu và lạ. Đúng rồi. Ồ, sức mạnh suy nghĩ. Chết rồi. Xem tí nữa. Rồi à. Cứt cờ cái này. Ủa sao mày má à. Chết nhá. Ây da. Dạch. Chơi tròn gì. Nhỏ vãi. Từ từ thôi. Ghê. Ghê thôi. Ghê tới chỗ rồi em ơi. Thôi. Trời ơi. Ghê thôi. Ghê. Ây da. Tới đất rồi mà nó cũng chào anh. Rồi là em nhỉ. Thế như là mình thấy bay qua bên kia anh em ơi. Thế lúc đó là nó. Thầy ra. Cho mấy mày đi qua cái đó mình xuống cái nhảy lên. Mày đâu vậy? Biết lắm rồi. Cảm thấy. Trời đất. Tịnh mộng. Nhanh quá, tịnh kịp. Thì quảng cáo rồi. Có quảng cáo hoài. Em điên não luôn. Tỉnh 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 tỉnh.
ยันหวานหวานหวานทำไมหวานหวานทำไมเอ้ยYeah. Yes, I.